Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục chữ ngữ các bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư từ tiếng Anh sang tiếng Âu Lạc, hôm nay chúng tôi xin mời quý thính giả nghe bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Á Can Đình vào ngày 16 tháng 11 năm 1989. Bài thuyết giảng với chủ đề Làm thế nào để tạo hòa bình thế giới. I would like to offer some good things to your country, and I would like that my stay will be benefit to your heart, your soul, your body, at least from human to human. Yes. Also, that we may understand something about the culture between the East and the West, which sometimes we have very little chance to do, to understand. Because I will stay here only 4 days. And if I have not brought some good to your country, I will feel very sad to leave. Everyone thinks that to propagate peace is the work of the United Nations, or to preach the kingdom of God is the duty of the priest or the monk. But it's not so. We all have duty. If the priests preach about God and we do not listen, then what is the use? If I talk about enlightenment and you do not come to listen, then whom I talk to? So your presence is very appreciated. I thank you for giving me this honor tonight. And I thank you to give me a chance to fulfill my duty towards God, toward mankind, because I'm also a citizen of this world. Now, we cannot think that one person or a group of person is responsible for peace or anything on this world, because we are all a part of the system. Tôi có vài điều muốn chia sẻ với quốc gia của quý vị. Hy vọng rằng chuyến hoằng pháp này sẽ đem lại lợi ích cho linh hồn, thể xác và tâm tư mọi người, và cũng để tạo sự thông cảm giữa Đông và Tây. Hơn nữa, vì bận rộn nên ít khi chúng ta có dịp tìm hiểu nhau. Tôi chỉ ở lại đây có 4 ngày và sẽ cảm thấy rất buồn nếu không mang lại điều gì hữu ích cho quý quốc trong dịp này. Mọi người nghĩ rằng kêu gọi hòa bình là công việc của Liên Hiệp Quốc, hoặc thuyết giảng về Thiên Quốc là nhiệm vụ của các linh mục hoặc các vị xuất gia. Nhưng không phải vậy. Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm này. Nếu vị linh mục giảng về Thượng Đế mà chúng ta không muốn nghe thì có lợi ích gì? Nếu tôi giảng về tức khắc khai ngộ mà chẳng ai tới nghe, thì tôi sẽ nói với ai đây? Vì vậy, tôi cảm ơn quý vị đã hiện diện đông đủ ngày hôm nay, để tôi có dịp làm tròn bổn phận đối với Thượng Đế và đối với nhân loại. Bởi vì tôi cũng là một công dân của thế giới này. Đừng nghĩ rằng hòa bình thế giới là trách nhiệm của một người hay một nhóm người nào đó. Tất cả chúng ta đều là một phần tử của thế giới này. Yesterday, somebody asked me if we are living next to the Holocaust. And I answered him, yes, every minute, every day. Why? Because we are always in danger. We are always in constant war. If not atom war, then hydrogen bomb war, or worse, any other kind of bomb. If not these bombs and all the weapons war, then we are at war with jealousy, with anxiety, with hatred, with ignorance. Our heart is constantly at war anyhow. So to propagate peace is not my only duty. I am happy that you have come, that we may join together and do something about it. You see, everyone's heart, thinking, and action always affect everyone else. I tell you one example very clearly. If you go to the office and you see your boss or your secretary, and that boss or secretary was very angry,
not at you, maybe at somebody else, or at his wife or her husband at home. And you walk in, how do you feel? Very comfortable? No? No, no, no. Comfortable. You would like to maybe hide somewhere first. So, or sometimes we see, we went on the street or we met a friend or an acquaintance and they're smiling and their heart were happy. Then we also feel affected by their happiness and we also feel happy. So from this small example, we can think a little deeper and know that everyone affects everyone else. Hôm qua có người hỏi rằng, có phải ngày tận thế sắp đến chăng? Tôi trả lời rằng, đúng, từng phút, từng ngày một. Tại sao? Bởi vì chúng ta lúc nào cũng sống trong nguy hiểm, luôn luôn có chiến tranh. Nếu không là chiến tranh nguyên tử, thì cũng là chiến tranh khinh khí hoặc các loại bom khác. Nếu không vì chiến tranh bom đạn hoặc khí giới, thì cũng là chiến tranh với sự lo buồn, thù hận, ganh ghét, vô minh. Tâm ta lúc nào cũng có chiến tranh, nên việc cổ động hòa bình không phải chỉ là nhiệm vụ của tôi. Tôi rất vui là quý vị đã tới đây để chúng ta có thể hợp tác làm được điều gì cho vấn đề này. Tâm, thân, khẩu, ý của mỗi người đều có ảnh hưởng đến người xung quanh. Thí dụ, nếu quý vị đến sở làm và gặp ông chủ hoặc cô thư ký đang có chuyện bực mình, không phải là bực quý vị, nhưng là bực một người khác, có thể là vợ hoặc là chồng ở nhà, và quý vị bước vào, quý vị sẽ cảm thấy thế nào? Có thoải mái không? Dĩ nhiên là không. Có thể quý vị sẽ muốn tránh mặt đi chỗ khác. Đôi khi, đi dạo phố, chúng ta gặp lại một người bạn cũ hoặc người quen, vui vẻ và yêu đời. Chúng ta cũng bị ảnh hưởng bởi niềm vui của họ và cảm thấy vui theo. Từ các thí dụ nhỏ này, chúng ta có thể suy nghĩ cặn kẽ hơn và biết rằng mỗi người đều ảnh hưởng đến những người khác. Therefore, my work is your work also. I am concerned about peace in the whole world. But my concern also your concern. Therefore, if you have come and support me by your attentiveness and your love, your open-mindedness, then you support yourself. Some people do not understand this simple logic. If they see someone do something good, but that person will be threatened to their own business, yeah, personal business or reputation. Then they'll try to break, try to destroy it. But this is only an illusion, because a good person, a selfless person, would never affect anyone else's business or reputation. For example, when Jesus preaching the truth, the high priest at that time was very worried. The kings, the political leaders at that time was very anxious. They worried that Jesus might affect their fame and business, that everybody will follow Jesus and give him all the money and property, and nobody will give them money and property, and nobody will join their church organization and give them any donation and listen to them. That was the worry of the priest. And the kings and the political leaders were worried. They worried that Jesus would be too famous, that people loved him too much, and maybe select him become king. So they worry. That is a political worry. But Jesus never cared for church nor for the kingdom of this earth. He said, my kingdom is in heaven. Indeed, it is so. Because for a real enlightened master or person, they do not care for anything in this world. They have looked through the illusionary play of material existence. They are through and through. They understood everything. They have all heavens and earth. They have everything they want. Seek you first the kingdom of God, and all the things shall be added into you. They do not care for material wealth and fame. Cho nên, công việc của tôi cũng là công việc của quý vị. Tôi quan tâm đến hòa bình thế giới, thì đó cũng là điều quan tâm của quý vị. Nếu quý vị đã đến đây, dự thính với một tấm lòng thành tâm, cởi mở, yêu thương, thì cũng là quý vị đang hỗ trợ cho chính mình.
Nhiều người không hiểu được điều đơn giản này. Nếu họ thấy người nào đang làm một điều gì tốt, nhưng lại đụng chạm với sự làm ăn hoặc danh tiếng của họ, thì họ liền kiếm cách phá đám, tiêu diệt người đó. Đây chỉ là một sự vô minh, vì một người tốt, có thiện căn, sẽ không bao giờ làm gì phương hại đến công việc hoặc tiếng tăm của người khác. Thí dụ, khi Chúa Giê-xu đi truyền đạo, các vị giáo sĩ cao cấp lúc bấy giờ rất lo âu, các vua chúa và nhà lãnh đạo lúc bấy giờ rất lo lắng. Họ sợ rằng Chúa Giê-xu sẽ ảnh hưởng đến danh dự và công việc của họ, sợ rằng dân chúng sẽ theo Chúa Giê-xu và dâng hiến hết tiền bạc và tài sản cho Ngài, và không ai cho họ gì cả. Không ai còn tham gia vào giáo hội hoặc đoàn thể của họ. Không ai cúng dường hoặc nghe lời họ nữa. Đó là sự lo sợ của các vị giáo sĩ. Vua và các nhà lãnh đạo cũng lo sợ. Họ sợ rằng Chúa Giê-xu sẽ quá nổi tiếng. Dân chúng yêu thương Ngài quá và có thể chọn Ngài lên làm vua. Vì vậy họ đã lo sợ. Một sự lo sợ về chính trị. Nhưng Chúa Giê-xu chẳng bao giờ để ý đến giáo hội hoặc vương quốc của thế gian này. Ngài nói, vương quốc của ta ở trên kia. Sự thật là như vậy, vì các minh sư hoặc người thật sự giác ngộ không cần bất cứ một thứ gì của thế gian này cả. Họ đã thừa hiểu rằng tất cả chỉ là những ảo ảnh của thế giới vật chất. Họ đã từng trải qua nhiều lần, họ đã hiểu tất cả. Họ đã từng đến các tầng trời và đi khắp vũ trụ. Họ có tất cả những gì mà họ muốn. Trước tiên hãy tìm kiếm thiên quốc bên trong và con sẽ có tất cả mọi điều. Họ chẳng mong cầu danh lợi vật chất của thế gian này. People are automatically attracted to these enlightened persons. It is because of their light, their invisible wisdom, their compassion and boundless love. Love is something we cannot see, but we can feel very clearly. Therefore, a man is attracted to a woman by her love. Children cling to the parents because of their love. An enlightened person has greater love than this. Therefore, people are attracted to their love. People feel welcomed, feel loved, feel secured, and they feel a kind of protectiveness from that enlightened person. But the worldly people do not understand this. They look at Jesus or enlightened person with their mundane and greedy worldly eyes. If Jesus were given the whole world to rule, when he was meditating in the desert for 40 days, Satan appeared to him and offered him the three worlds. If somebody refused a kingdom of one nation, is that already very great? If somebody refused the whole world, eh? Very great indeed. Mọi người đều cảm thấy thích gần gũi các bậc đại giác ngộ này vì sự sáng suốt, trí huệ và tình thương bao la của họ. Tình thương là một điều mà ta không thể thấy, nhưng lại cảm nhận rất rõ ràng. Vì vậy, một người đàn ông thích ở gần một người đàn bà, con cái thích quấn quýt với cha mẹ vì tình yêu thương này. Một người khai ngộ, có tình yêu thương rộng lớn hơn, nên lôi cuốn được nhiều người. Mọi người cảm thấy được an toàn, thương mến và bảo bọc. Người đời không hiểu được điều này, họ nhìn Chúa Giê-xu hay các bậc giác ngộ khác với cặp mắt tầm thường, tham lam và phàm phu. Nếu Chúa Giê-xu được dâng tặng cả thế gian, Ngài cũng chẳng màng. Trong khi Ngài ngồi thiền 40 ngày trong sa mạc, Satan đã hiện ra và dùng tam giới để chiêu dụ Ngài. Một người từ chối một vương quốc đã là vĩ đại lắm rồi. Nếu một người từ chối cả thế giới, thì người đó quả thật là quá vĩ đại. I will explain to you what three worlds is. The three worlds is very familiar in Buddhism, but in the Bible it is hardly mentioned. Have you heard of the third heaven? In the Bible, yes. Someone was caught up in the third heaven when the Holy Spirit lifted him up. So, the third heaven is the end of the three worlds, the highest of the three worlds. It is the end of the so-called material spiritual worlds. Now our world is called the earth world or materials world. Above or besides our world, there are another
three worlds, which is invisible, but visible to the heavenly eye. If we practice some kind of meditation, sometimes our heavenly eye will be opened, and we may be able to see some higher invisible worlds. These worlds are sometimes similar to ours. For example, the astral world, which is nearest to our world. The scenery over there, and the structure of the houses, and the visages of the people is very much similar to ours. Most people, after they die, they will have a stay in the astral world. Bây giờ, tôi sẽ giải thích thêm về tam giới cho quý vị nghe. Tam giới được nói rõ trong Phật giáo, nhưng lại rất ít được đề cập đến trong Kinh Thánh. Quý vị có nghe nói đến thế giới thứ ba bao giờ chưa? Theo Kinh Thánh, có người được Đức Thánh Linh đưa lên thế giới thứ ba. Thế giới thứ ba này là thế giới cao nhất trong tam giới, cao nhất trong cõi giới tâm linh. Thế giới của chúng ta là thế giới vật chất. Ngoài thế giới của chúng ta ra, còn có ba cõi giới khác mà mắt thường không thấy được. Nhưng nếu có huệ nhãn thì có thể thấy. Nếu ta tu học theo vài pháp thiền định, nhiều khi ta có thể mở huệ nhãn và có thể nhìn thấy các thế giới vô hình cao hơn. Có những thế giới cũng giống như thế giới của chúng ta. Thí dụ, thế giới Atula là cảnh giới gần ta nhất. Phong cảnh, kiến trúc nhà cửa và tâm thức con người ở đó rất giống thế giới chúng ta. Phần lớn con người sau khi chết sẽ lên ở thế giới Atula này. Astral world have heaven and hell. Heavens are the place for the virtuous people. Hell are so-called hospital for the sick. If our body has cancer in some places, then the doctor will operate that place and remove the cancer to make our body well. Now, if the whole body is sick due to hatred, greed, and lust, etc., overdosed, then all the cells are sick, therefore have to be put in so-called hell. And they use a kind of what we call laser beam to operate all the cells and remove all these traces. Therefore we say the hell burn people with fire. It is actually a kind of treatment to remove all our mental sickness. If we are unloving to ourselves and unloving to other people, that means we are maybe in some kind of mentally sickness. And if we continue to do so during our life or many lives, then every cells in our body will be afflicted by this unloving action or thought or habit. Therefore, the heavenly, the astral, so-called doctors have to cure our body, put other cells back in order using very highly frequency beam of light, and it's very painful. They keep doing so until we are clean of all trace of greed, hatred, and lust, etc. And this is a kind of treatment, actually. But we call that hell because it's very painful. Just like when you are in hospital, it's also very suffering due to the treatment of the doctors. Thế giới Atula cũng có thiên đàng và địa ngục. Thiên đàng là chỗ ở của người đạo đức thánh thiện. Địa ngục là nhà thương cho các linh hồn bị bệnh. Nếu thân thể ta bị ung thư ở nơi nào, bác sĩ sẽ giải phẫu cắt bỏ phần bệnh đó và chữa lành bệnh. Nếu toàn thân bị bệnh vì hận thù, ganh ghét, dục vọng, vân vân, thì họ phải được đưa đến một nơi gọi là địa ngục. Và ở đó, họ sẽ được giải phẫu bằng một loại tia sáng laser đặc biệt để cắt bỏ những tế bào nguy hiểm này. Cho nên chúng ta nói, địa ngục là nơi lửa thiêu đốt người. Thật ra, đó là một cách chữa trị những căn bệnh tâm linh của chúng ta. Nếu ta không biết thương yêu mình và đồng loại là ta đang có tâm bệnh, nếu ta cứ tiếp tục như vậy trong kiếp này hoặc nhiều kiếp khác, thì tất cả các tế bào trong thân thể đều bị truyền nhiễm bởi những hành động, ý nghĩ và thói quen thiếu tình thương này. Cho nên các bác sĩ phải chữa trị thân thể này bằng các tia sáng laser cao tầng rất đau đớn, cho tới khi sạch hết các bệnh tham,
sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, vân vân. Đây là một cách chữa trị, nhưng ta gọi là địa ngục vì phải chịu nhiều đau khổ. Tương tự như bác sĩ chữa bệnh trong nhà thương, nhiều khi tạo nhiều đau đớn. Now, astral world is one of the three worlds. Above astral world, there is another world called the mental world. Above the mental world, there is another world called the third heaven or the world of Brahma. That is, the higher the world, the more beautiful, the more light, the more power. Therefore, if someone is the king of the three worlds, he is so-called on top of the creation. Therefore, to be king of the three worlds is very great position. The king of the three worlds is what we call the king of Maya. However great his position is, he is a king of illusion. He has not enough wisdom and love. Everything in this physical world is made and created by this king. Therefore, it is not perfect. Sometimes, so we see the rose with thorns, yeah? Mm. And the people with sometimes with ugly looking faces. Sometimes the human beings look like beasts or acting like animals. No discrimination and dignity as a human being. This is the result of the king of Maya's work. Anyone who go, who descend into the one of these three worlds, also including ours, have to wear this kind of imperfect apparel. But originally, we are perfect. When we are above the three worlds, when we are back at our home, then we are different. Thế giới Atula là một trong tam giới. Cao hơn thế giới Atula một bậc là thế giới nhân quả. Trên thế giới nhân quả nữa thì gọi là cảnh giới thứ ba hoặc thế giới của Brahma. Thế giới càng cao, cảnh càng đẹp, càng sáng và nhiều thần thông. Vì vậy vị giáo chủ của tam giới được gọi là đấng sáng tạo và có vị thế rất cao quý. Vị giáo chủ của tam giới còn được gọi là vị vua của hoán tưởng vì có trí huệ và tình thương chưa được hoàn hảo. Tất cả mọi thứ trong thế giới vật chất này đều được tạo bởi đấng này và vì vậy không được hoàn hảo cho lắm. Nên chúng ta thấy hoa hồng có gai và con người đôi khi có những khuôn mặt thô kệch hoặc tánh tình hung dữ hoặc có những hành động như loài thú, không biết suy xét và xứng đáng với phẩm cách của một con người. Đây là kết quả sáng tạo của vị vua hoán tưởng. Bất cứ ai hạ sanh trong tam giới, kể cả thế giới chúng ta đang ở, đều phải khoác một bộ quần áo không hoàn hảo này, dù là chúng ta vốn đã hoàn hảo từ nguyên thủy. Khi chúng ta ra khỏi tam giới, trở về mái nhà xưa thì chúng ta sẽ đổi khác. Now I tell you very clear example. When you go swimming and diving into the sea, you have to wear eyes glasses very big and oxygen mask and a big oxygen tank and wear a kind of frog clothing. You look neither like a fish nor like a frog, even not like a human. But that's what you need when you're diving into the sea. If you stay in the sea and wear this kind of thing long enough, you will become used to it and you can never take it off. You need it in the deep of the sea. Every day if you look at mirror, you see yourself like that and you think you are like that. Once you go back on land, no more. You are beautiful again. So that's the problem with us when we are in this world. We need many instruments. For example, our mind is also an instrument. But the instrument sometimes become an obstacle. It's not natural. Just like when you wear the frog clothing, your feet become so large and so big like this. It's hard to control. And your nose was bundled with oxygen mask. It's very troublesome. And your movement is not really very natural due to many equipments. Bây giờ, tôi sẽ cho thêm một thí dụ rõ ràng hơn. Khi lặn xuống đáy biển, ta phải mang mặt nạ, bình dưỡng khí.
y phục người nhái. Quý vị trông không giống ai, nhưng đây là những vật dụng cần thiết khi phải lặn xuống thế giới của biển cả. Nếu ở dưới biển và mang những dụng cụ này quá lâu, ta sẽ quen dần và không muốn cởi ra nữa. Vì ta cần có những thứ này để sống dưới lòng biển. Nếu mỗi ngày nhìn trong gương, ta sẽ quen dần với hình ảnh này và nghĩ rằng ta là như vậy. Khi lên bờ, sẽ không cần đến những thứ đó nữa và sẽ trở lại đẹp đẽ như xưa. Vì vậy, chúng ta sống ở thế giới này cũng vậy. Chúng ta cần nhiều đồ nghề. Thí dụ, đầu óc chúng ta cũng là một thứ dụng cụ, nhưng đôi khi dụng cụ lại là một trở ngại vì không có sẵn từ nguyên thủy. Cũng giống như khi ta mặc bộ y phục người nhái, chân của ta to như thế này, rất khó bước đi và mũi thì cồng kềnh với mặt nạ dưỡng khí. Cử động của chúng ta không được tự nhiên vì các trang bị này. Now, we are in this world. The brain is a kind of computer which our soul needs in order to gather information. But when we use it too long, we kind of dependent on it. And then sometimes even when the computer goes wrong, we still do not know. And we get the wrong information. You know, computers sometimes go wrong. For example, I heard of a computer which can translate many languages. And then German people bring it to China to translate from German into Chinese. And there is one idiom in German, more understandable for you as a golden, but it is a blonde. That's how we get stuck in this world, because of wrong information. So yesterday someone asked me, God decides everything, how come there is war, there is disaster, there is misery? It is because of the wrong computer, the computer with the wrong information. It's very simple. Sometimes you can know it yourself. Sometimes you can realize it yourself about what I say. For example, sometimes you want to do something. Inside you have an intuition that you should do it this way. And then suddenly you think, no, but my mama never did like this. Or my teacher would not approve. Or my boyfriend, my girlfriend, my whatever. And so you started to do it the way you learned from the people in the society. And then it went wrong. And you know you should have done it the other way. Your original intuitive way. So you try again. And it succeeded. Is that not so? You know many times. Hiện nay, ta sống tại thế giới này. Đầu óc ta cũng là một loại máy điện tử mà linh hồn chúng ta cần dùng để thu nhận tin tức. Nhưng vì sử dụng lâu ngày, ta trở nên lệ thuộc vào nó. Lệ thuộc đến nỗi, cho dù đôi khi máy điện tử ghi nhận sai mà ta vẫn không biết. Quý vị biết đó, nhiều khi máy điện tử cũng vẫn bị lầm lẫn. Thí dụ tôi nghe nói, có loại máy điện tử có thể phiên dịch được nhiều thứ tiếng. Có một người Đức mang máy qua Trung Quốc để dịch từ tiếng Đức sang tiếng Trung Hoa. Có một chữ tiếng Đức là vàng, kim loại, nhưng lại dịch sang thành tóc vàng. Chúng ta bị kẹt mãi ở thế giới này cũng vì những tin tức sai lạc như vậy. Hôm qua, có người hỏi tôi, nếu Thượng Đế định đoạt mọi việc, tại sao lại có chiến tranh, thiên tai và đau khổ? Đó là vì máy điện tử đưa tin tức sai. Điều này rất dễ hiểu. Đôi khi, những gì tôi nói, quý vị có thể tự nhận thức ra được. Thí dụ, có khi quý vị muốn làm một việc gì, trực giác bảo quý vị phải làm như thế này. Nhưng đầu óc quý vị lại nói, không được, mẹ tôi không làm như vậy bao giờ, thầy tôi chắc không chịu, hoặc bạn tôi. Nên quý vị bắt đầu làm theo cách mà mọi người trong xã hội thường làm, và kết quả là chật lất. Quý vị suy nghĩ lại và biết là phải làm theo cách đầu tiên mới đúng, nên đã làm lại theo trực giác và đạt thành công. Có phải như vậy không? Quý vị có kinh nghiệm này chưa? That is the difference between the wisdom and knowledge. Wisdom is intuitively. That's what we call the original self and God's wisdom. Knowledge is what we learn from other people, from books, from tradition, from national custom. It's not necessarily correct. Sometimes it helps, but mostly doesn't.
Therefore, we have many conflicts and incorrect incidents in this world because most people do not use the direct wisdom. We only use second-hand or third-hand or fourth-hand knowledge. If we want to use the direct wisdom, then we must be in contact with that original wisdom. And in order to do so, we must open some of our inner compartment. We must put some of the apparatus in use. We all know that our brain contains 95% unused capacities. These are places we must open. If we want to have peace on earth, if we want to know how to make peace on earth, everybody wants it but do not know how to go about to make it. And instead of using scientific research and invention to serve humanity, we use it for destruction. A Holocaust is easy to happen. At the moment, we are abusing natural resources. For example, hydrogen is for us to breathe, also to make the universe stable. If we draw the whole hydrogen in one block and make a bomb out of it, what we call hydrogen bomb, no? Then our air will become thinner, become less hydrogen, and the whole universe structure might be disturbed. Just like we use brick and visible materials to build houses, the universe have invisible materials to build the universe. If we disturb this structure in any place, then the universe might not be stable, might be in chaos. Just like we destroy one pole of this house or break one wall, the whole house is affected. Đó là sự khác biệt giữa trí huệ và kiến thức. Trí huệ là trực giác đến từ tự tánh và Thượng Đế. Kiến thức là học được từ những người khác, từ sách vở, phong tục tập quán và có thể sai chật. Đôi khi có thể đúng nhưng phần lớn là sai. Cho nên thế giới này rất hỗn loạn và mất trật tự vì phần lớn con người không biết dùng trí huệ sáng suốt đến từ Thượng Đế, mà lại dùng những kiến thức nhai lại từ người khác. Nếu muốn trực tiếp dùng trí huệ, ta phải tiếp xúc được với sự sáng suốt nguyên thủy bằng cách mở các ngăn kéo bên trong, biết cách dùng các công cụ có sẵn. Chúng ta đều biết, đầu óc của chúng ta có đến 95% chưa được sử dụng. Đây là những phần mà chúng ta phải mở ra nếu chúng ta muốn tái tạo hòa bình trên thế giới. Mọi người đều mong muốn có hòa bình thế giới, nhưng không biết phải làm thế nào. Thay vì dùng các nghiên cứu khoa học và các phát minh để phụng sự nhân loại, ta lại dùng vào mục đích chiến tranh. Thiên tai có thể xảy ra rất dễ dàng. Hiện nay, con người đang phá hủy dần dần các tài nguyên thiên nhiên, thí dụ khí oxygen, dùng để thở và cũng để tạo sự quân bình trong vũ trụ. Nếu ta dùng để chế tạo bom khinh khí, như vậy bầu khí quyển sẽ loãng hơn và toàn thể vũ trụ có thể bị xáo trộn. Giống như ta dùng gạch ngói và những vật liệu để xây nhà, vũ trụ cũng được cấu tạo bởi các vật liệu vô hình. Nếu ta làm xáo trộn cơ cấu này ở bất cứ nơi nào, thì toàn thể vũ trụ có thể sẽ mất quân bình. Cũng giống như khi ta phá một bức tường hay một phần của căn nhà, cả căn nhà sẽ bị ảnh hưởng. Therefore, recently, we have many UFO, the spaceship. Someone asked me about extraterrestrial yesterday. They exist. Why didn't they come before? Because they didn't have to. Why do they come now? Because we are too threatening to them and to ourselves. We are too ignorant, too stupid, playing with dangerous things. And you know, the UFO and the UFO mostly land in America or in Russia. Why not in other countries? You know. Is it not clear enough? If, for example, the Russia destroy America and the America also in turn destroy Russia, we are in Argentina also have problem. Therefore, peace is not a duty of one or two group or two people or two nations, but our all duty, duty of all people. Do not think I come to preach Buddhism or want your sympathy or any of your property. I want nothing. I only want the world to have peace so everybody can have time and chance to develop their own talents.
talents or their own capabilities, that humans should live together as human, not as beast. Up to now, most of the things we do are just similar to animal. Nothing to be proud of. Animal also eat, make children, love each other. We do the same. If we do not know God or Buddha nature within us, we are not much different. Is that not so? Please don't be angry with me. Someone must tell the truth sometime. Otherwise, we all sleep and dream our dream and feel proud of ourselves. What are we proud of? What can we be proud of? Or this atom bomb, hydrogen bomb, or this poverty in this world, or this misery, hatred, violence, overpopulation, and hungry kids? What have we made out of this heaven? Gần đây có nhiều hiện tượng rỉa bay, UFO, Unidentified Flying Objects xuất hiện. Hôm qua có người hỏi tôi về người hành tinh. Nếu họ hiện hữu, tại sao trước đây họ không tới mà bây giờ mới tới? Trước đây họ không cần tới, nhưng bây giờ vì loài người làm nhiều chuyện có ảnh hưởng tới họ và tới chính chúng ta nữa nên họ mới tới. Chúng ta quá vô minh, quá ngu tối, đang đùa giỡn với những hiểm nguy. Quý vị biết rằng, các rỉa bay phần lớn đều xuất hiện ở Mỹ hoặc ở Nga. Tại sao không ở các nước khác? Quý vị đã hiểu tại sao rồi. Điều này chưa đủ rõ ràng hay sao? Ví dụ, nếu Nga phóng hỏa tiễn để hủy diệt Mỹ và Mỹ phóng hỏa tiễn để trả đũa, chúng ta người Á Can Đình cũng bị ảnh hưởng. Cho nên, hòa bình không phải chỉ là nhiệm vụ của một hai người hay một hai quốc gia, mà là nhiệm vụ của tất cả mọi người. Đừng nghĩ rằng tôi đến đây để truyền bá Phật giáo, gây cảm tình hoặc muốn tài sản của quý vị. Tôi không cần gì cả. Tôi chỉ muốn thế giới có hòa bình để mọi người có thời giờ và có cơ hội phát triển tài năng của họ hoặc là năng lực của họ. Con người nên sống với nhau như huynh đệ, không nên như loài thú. Ngày nay, phần lớn những việc làm của chúng ta như loài thú, chẳng có gì để con người cảm thấy hãnh diện. Thú vật ăn uống, có con cái và yêu thương nhau, chúng ta cũng như vậy. Nếu chúng ta không nhận biết Thượng Đế hoặc Phật tánh trong chúng ta, thì cũng không khác xa mấy với loài vật. Có phải vậy không? Xin đừng giận tôi. Đôi khi phải có người nói lên sự thật. Nếu không, mọi người cứ tiếp tục ngủ, mơ mộng và cảm thấy hài lòng. Hài lòng điều gì? Bom nguyên tử, bom khinh khí, tình trạng nghèo nàn trên thế giới, đau khổ, ganh ghét, bạo động, nhân mãn, trẻ con đói khổ. Chúng ta đã biến thiên đàng này thành thế nào? We were told that this world was heaven before. And what have we done to make it become like this? A handful of people are worrying about this beautiful planet. Other people sleep, eat, make love, make money. Even when they go to church, I don't know if they pray. Even if they go to temple, I don't know what if they pray to the Buddha. What do they pray to the Buddha? Yes, they do pray. They pray for their own welfare, their own business, their own son and daughters. How about the neighbors? Shouldn't we pray for them also? But praying is not a very active thing. We should also do something, but very difficult for most people to realize this. Therefore, you see, when someone go lecture like this, few hundred people, few thousand people come to listen. But when you go to the football place or theater or pop singers, many tens of thousands watching a ball, watching people fighting over a ball. Isn't that amazing? Playing, not even the people outside play, it's the people inside who play. If all the people play, I can say, okay, they make exercise, it's good and exciting, everybody exciting because they're competing in a game. But no, only a group of people play. And 40,000, 50,000 people outside are excited. I was always amazed to watch the illusion game of this world. I couldn't understand it either. But I do understand why we don't have peace. It is because everybody just do not care. We can watch football. It's no sin. We can go to theater. It's good for sometimes to pass time and to make a change in our life.
But we should also remember who we are and where we will go after this life. We must also give time, sometimes, to prepare for this departure. We prepare for everything, for birth, for death, for old age, but we don't prepare for the next life. And even if we do not care for the next life, we should care for this life. We should maybe work together to make our world more beautiful, more peaceful. Quý vị đã nghe nói, thế giới này trước kia là thiên đàng. Chúng ta đã làm gì khiến nó trở thành như ngày nay? Chỉ có một số ít người biết lo cho tương lai của quả địa cầu đẹp đẽ này. Số còn lại chỉ lo ăn ngủ, hưởng thụ và kiếm tiền. Ngay cả khi họ đi nhà thờ, tôi không biết họ có cầu nguyện không. Hoặc khi đi chùa, tôi không biết họ có cầu Phật điều gì. Có, họ có cầu nguyện. Họ cầu nguyện cho được nhiều tài lộc, làm ăn phát đạt, con cái thăng quan tiến chức. Còn những người láng giềng, ta có cầu nguyện cho họ không? Cầu nguyện không phải là một hình thức cực đoan, nhưng đa số người rất khó nhận biết được như vậy. Cho nên, một buổi thuyết pháp như hôm nay chỉ có vài trăm người, vài ngàn người đi nghe, trong khi một trận đá bóng, một buổi trình diễn của các ca sĩ nhạc pop thì có cả vạn người đi để coi trái banh và coi các cầu thủ chăn dằn một trái banh. Thấy có lạ không? Lạ nữa là chỉ một nhóm cầu thủ chơi banh, còn những người khác đứng ngoài xem. Nếu tất cả mọi người vào chơi, thì tôi còn có thể nói, được, họ đang vận động, như vậy rất tốt. Mọi người đều kích động vì họ đang thi đấu trong trò chơi. Nhưng thực tế, chỉ một nhóm nhỏ chơi, còn 40, 50 ngàn người khác đứng ngoài coi và reo hò. Tôi thấy rất làm lạ về các trò chơi mộng ảo ở thế giới này. Tôi cũng không hiểu nổi. Nhưng tôi hiểu tại sao chúng ta không có hòa bình. Chúng ta không có hòa bình vì mọi người đều không quan tâm đến. Ta có thể coi đá bóng, không có tội gì cả. Nhưng chúng ta có thể xem diễn kịch để có những giây phút thoải mái hoặc thay đổi không khí. Nhưng chúng ta cũng nên nhớ lại con người thật của chúng ta. Và sau khi chết, ta sẽ đi về đâu? Chúng ta phải chuẩn bị cho ngày lìa bỏ thế giới này. Chúng ta đã chuẩn bị đủ mọi việc cho ngày sanh, cho ngày chết, cho tuổi già, nhưng lại không chuẩn bị cho đời sống sau khi chết. Cho dù chúng ta không lo cho kiếp sau, thì cũng nên chăm sóc cho đời này. Chúng ta nên hợp tác với nhau để cho thế giới của chúng ta thêm đẹp đẽ, thêm hòa bình. My purpose is not to preach Buddhism or Godism, Christianity, whatever. All these things you can read in book. You can inquire from the church or from the temple or from any other monks or nuns. All of them can tell you what Buddhism is, what Christianity is, etc. I have no intention to preach these, but I have intention to build some peace on this world because we are brothers and sisters. Peace can only be obtained through wisdom, through enlightenment, not through any illusionary imagination and coughing wasting talk in any table or in any nation. Everyone thinks if he become a political or something, or some priest or some monk or some whatever, they can bring peace into this earth, or at least to their nation. But without wisdom, what can we do? The more we do, the more we go wrong. Also, if one person has wisdom and the other person or most of the people in the country has no wisdom, what shall we do? Only if we can get contact with the original wisdom can we ever do things in the right way. Otherwise, even if we want peace and sincerely want to build peace in this world, we make war. Because some people believe in making peace with force. If you don't listen to me, if you don't listen to my country, I will force you to listen. Mục đích của tôi đến đây không phải để truyền bá Phật giáo hay Thiên Chúa giáo. Những điều này, quý vị có thể đọc sách, đi chùa hoặc nhà thờ hỏi các vị tu sĩ. Họ có thể giảng cho quý vị biết Phật giáo là gì, Thiên Chúa giáo là gì, vân vân. Tôi không có ý giảng các điều này hôm nay. Tôi chỉ muốn cổ võ hòa bình thế giới vì chúng ta đều là anh chị em. Hòa bình chỉ đạt được qua trí huệ và sự khai ngộ, không qua sự hy vọng hão huyền hoặc qua những hội nghị bàn thảo phí tiền vô bổ.
mọi người đều nghĩ rằng nếu trở thành một chính khách, một linh mục hoặc một vị xuất gia thì có thể mang lại phần nào hòa bình cho thế giới hoặc cho quốc gia của họ. Nhưng nếu không có trí huệ sáng suốt, ta sẽ làm được gì? Càng làm càng dối. Vả lại, nếu một người có trí huệ sáng suốt, nhưng cả nước vô minh thì cũng đành bó tay. Chỉ khi nào tìm được trí huệ sáng suốt, ta mới có thể làm được đúng đường lối. Nếu không, cho dù thận tâm muốn tạo hòa bình cho thế giới, chúng ta lại gây ra chiến tranh. Vì có người tin rằng có thể tạo hòa bình bằng bạo lực. Nếu các người không nghe lời ta, không nghe lệnh từ quốc gia ta, ta phải dùng bạo lực để bắt ép. Only when we have God's wisdom, enlightenment, then we can do things in a correct way. Therefore, we see many kings, many queens comes and go. The world is still at war. Because maybe we have not enough enlightened kings and queens. In Vietnam, we call a good king enlightened king. In China also. This is very clear that even the king, even if we want to govern a nation, we should be also enlightened. What it means by enlightened is that our wisdom is open. We are more highly intelligent, supreme, super intelligent. So we see things different than we are in the ordinary state. Just like when we were babies or children. Even though we can speak, we can eat, we can understand, but we are not wise enough to take care of the parents' business, not wise enough to take care of the household. Understand? So our brain, we only use 5%. How can we talk about governing the nation and the world? In China, they say, first, be enlightened. Then you can take care of your household. And then you can govern the nation. Then you can bring peace into the world. Confucius say, first, practicing yourself in virtues and light. Only then you can take care of your household. Can we imagine? To have a good household, we have to be enlightened. Only when you can take care of your household, then you can talk about governing the nation. Then we can talk about peace in the world. Therefore, the men like Jesus and Buddha, they're truly the messenger of peace. They're truly the king of the world. Therefore, in India, they call such person great king. King of the kings. We must not have any ambition to be king of the king, but we should have ambition to contribute the peace in this world, to construct a beautiful structure of this world, where our children, grandchildren will live in prosperity and happiness. So that's what we call first, be enlightened, then can take care of your household, then can govern the nation, then can bring peace on earth. Chỉ khi nào có trí huệ và sự khai ngộ đến từ Thượng Đế, chúng ta mới có thể làm đúng đường lối. Vì vậy, bao nhiêu vua chúa đến rồi đi mà thế giới vẫn còn chiến tranh. Có lẽ chúng ta không có các vị vua chúa khai ngộ. Người Âu Lạc và Trung Hoa gọi một vị vua sáng suốt là Minh Quân. Điều này rõ ràng là nếu chúng ta muốn cai trị một quốc gia, trước hết chúng ta phải khai ngộ. Thế nào là khai ngộ? Khai ngộ có nghĩa là trí huệ của chúng ta được khai mở. Chúng ta trở nên thông minh hơn, có thể nhìn sự việc sáng suốt hơn. Cũng như lúc nhỏ, mặc dù có thể ăn nói, hiểu biết, nhưng ta chưa đủ khôn ngoan để giúp đỡ công việc cho cha mẹ hoặc cáng đáng công việc trong nhà. Vì vậy, nếu trí óc chúng ta chỉ mới mở có 5%, làm sao ta có thể trị quốc an dân? Trung Quốc có câu, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Trước tiên cần phải khai ngộ, lo tu hành tinh tấn để ánh sáng trí huệ và đức tánh được phát triển, rồi mới đến tề gia. Quý vị có nghĩ rằng phải khai ngộ mới có được một gia đình yên ổn trật tự không? Chỉ khi nào lo chu toàn được gia đình mới nói tới mang lại hòa bình cho thế giới. Vì vậy, các vị thánh nhân như Chúa Giê-xu và Phật Thích Ca mới đúng thật là sứ giả của hòa bình, là chúa tể của thế giới. Ở Ấn Độ, họ gọi các đấng này là vị vua vĩ đại hoặc chúa tể của các vị vua.
Hãy khoan nghĩ tới việc làm chúa tể của các vị vua, mà hãy nghĩ tới việc góp phần vào nền hòa bình thế giới, tạo lên một thế giới đẹp đẽ cho con cháu ta được sống an vui thịnh vượng. Đó là tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. If we only talk about peace and want to bring peace on earth, ourselves are not peaceful, then it's just a joke. If we only build churches and temples, but we do not care for the living temples, then it is a wrong attitude. Because in the Bible it is said, we are the temples of God, and the Holy Spirit lives here. God lives here. God lives in you. Make the temples pure. Begin from us. Let peace begin from here, from every person. Then we don't even need any church. Don't need even Bible, Buddhist sutra, nothing. We don't even need any master. We don't even need any organization, United Nations, nothing. So I hope that whatever I do also brings some inspiration to you. That you might also be inspired to find peace, find wisdom and God within yourself. That's why I am here. Not for Buddhism, not for Catholicism, nothing. I just want to offer you enlightenment so that you may take care of your house better, so that you might take care of your nation better, that we may together bring peace on this earth. Amen. Nếu chúng ta cứ nói chuyện hòa bình và mong mang lại hòa bình cho thế giới mà chính ta lại chẳng hòa bình chút nào, thì đó chỉ là một trò cười. Nếu chúng ta cứ lo xây chùa, nhà thờ, mà không biết lo cho thánh đường sống, là chúng ta đã đi sai đường. Trong Thánh Kinh có nói, chính chúng ta là những ngôi thánh đường của Thượng Đế, và Đức Thánh Linh ngự tại đây, Thượng Đế ngự trị tại đây. Thượng Đế ở trong quý vị, hãy là một ngôi giáo đường tinh khiết. Nếu ta bắt đầu bằng chính bản thân, và ta bắt đầu hòa bình ngay tại đây và từ mỗi người, thì chúng ta chẳng cần nhà thờ, chẳng cần thánh kinh hoặc kinh điển. Chúng ta cũng chẳng cần đến cả minh sư, hội đoàn hoặc Liên Hiệp Quốc nào cả. Vì vậy, tôi hy vọng rằng việc làm của tôi sẽ mang lại niềm hứng khởi cho quý vị, để quý vị có cảm hứng đi tìm hòa bình, trí huệ và Thượng Đế bên trong quý vị. Đó là lý do tại sao tôi đến đây, không phải vì Phật giáo, không phải vì Thiên Chúa giáo. Tôi chỉ muốn cống hiến quý vị sự khai ngộ để quý vị có thể tề gia sáng suốt hơn, trị quốc sáng suốt hơn, và chúng ta cùng nhau mang lại hòa bình cho thế giới. Amen.